Ông Bảy nhắn ai lên tới đất Bảo Hà, nếm mùi phong nguyệt đi đó mới là tiên cảnh thần tiên. Hoàng về đèn nhang nhang khói khói nhang ở trong cần con Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng đồng chính thần thông soi sáng bản đền quan hoàng về soi sáng bản đền sau hoàng tấu đối chùa phê rõ ràng độ cho đệ tử chàng sinh.
là công sang, công sang nhiều phàm hồ sang ông về. Châm thuốc pha ấm mi trà, ấm trà vào giấc ông chuốc chén hồ lòng. Hội bạn tiến vào chuốc chén hồ lòng. Tay cô dâng cái bình ngọc, các bạn tiến dâng chén trà là mời giúp ông bảy hoàng sơi. Công vào dân ông, à ông, à ông. Chính công vào dân ông. Ông bảy hoàng là con vua thượng đế, đức vua cha hoàng trấn tài sơn lâm đất bảo diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc. Dung y ông bảy hoàng tươi tốt khác nào hối hoa. Khi vui ngự đồng ngồi nghe chén rượu quốc ca ngự cài say phu say thơ ông bảy hoàng ngồi say say nợ ta bồng nghề tình rồi lại say say mà hoàng say thì hoàng có đi gió về mây bồng hồ thì hẹn sẽ có ngày ghế họ Nguyễn Hoàng Bảy được vinh hoàng. Ông hoàng nhằn nhằn ai lên đất đi à bảo nếm mùi phong nguyệt ni đó là tiên cảnh thần tiên sáng 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 lưu
cảnh thần tiên trên bảo tiên trước cảnh thần tiên trên bảo nón xanh thì ai đúc nghĩ đường ông bảy đi chậm chậm linh nghĩ mới tình cờ tình cờ gặp được cái họ Nguyễn ông đi sang ngô lâu vàng ông với họ Nguyễn ông tình nghĩ có ông gặp được cái họ Nguyễn ông tình nghĩ họ Nguyễn là người có tâm là người xây phúc mỹ ông bảy đưa vào nhập hội Quỳnh Tiên đi sáng mù lâu vàng tiên nhập hội Quỳnh Tiên ông bảy đưa vào tiên nhập hội Quỳnh Tiên ông bảy đưa người trần gian xưa nay ô dễ ý tiên là gặp tiên lạ thay vì ông là người có tâm có phúc ý ông bảy đưa về bản điện đây sang hồ điều hòa đây về bản điện đây để bác về ông trên cung trăng có ai hẹn ý giờ bao giờ vì đường hoàng đi chấm linh tình cờ là mới gặp tổ tiên sáng cô điều phản tiên đi là gặp tiên đi tình cờ cô tiên đi là tiên đi tình cờ bắt bạn hùng binh lạnh lông bảo truyền để bắt bạn hùng binh yên cơ nào đội lấy đón rước quan hoàng cảnh về bảo hà tâu đối việc quan Sài Gòn thanh gia.